Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Sáng ngày hôm nay thì bên em về thêm một mẫu xe máy dầu số sàn, rất là hợp lý cho anh chị chạy dịch vụ anh chị ạ. Fortuner máy dầu số sàn sản xuất vào năm 2009. Chiếc xe này thì không đâm đụng va chạm anh chị nhá. Và máy số zin, côn thì thay nâu rồi anh chị ạ. Anh chị nào mà với cái tầm tiền nó còn hạn hẹp, chưa đến 400 triệu này, mua chiếc xe này về chạy dịch vụ thì cực kỳ hợp lý rồi. Ngoại thất xe màu bạc, bác chủ thì có dán thêm tem rồi. Và đặc biệt là mua chiếc xe này thì anh chị có lợi thế là một dàn lốp còn đẹp anh chị nhá. 2009 của nó, đặc trưng của nó là vành đúc hợp kim nhôm, na răng dạng thiết kế bản to này, nhìn nó rất là khỏe xe anh chị ạ. Lốp trước thì còn khoảng 60% thôi anh chị ạ. Tuy nhiên thì lốp sau là hai lốp sau thì gần như là mới này. Đấy. Hai lốp sau mà lốp rất là dày luôn anh chị ạ. Đấy. Và anh chị có thể thấy ở đây này, 2009 nhưng cái sắt xi của nó chưa có dấu hiệu bị han mọt gì đâu. Vẫn nguyên bản nhá. Đấy. Cái đồ TOTA mà không đâm đụng va chạm chạy ở môi trường nó ok thì cái sắt xi rồi là những cái chi tiết của nó không bị han mọt đâu anh chị ạ. Đấy, cực kỳ là bền bỉ. Và đặc biệt là những chiếc xe mà những năm 2000 đấy thì TOTA người ta sản xuất ra những cái sản phẩm là cực kỳ bền bỉ anh chị ạ. Chỉ có 6 đến 7 lít dầu cho 100 km thôi. Chiếc xe này sử dụng động cơ 2.4 lít, quá là tiết kiệm rồi anh chị ạ. Độ bền thì chắc chắn là không phải suy nghĩ gì rồi, nó đã là thương hiệu rồi anh chị ơi. Đấy, cụm đèn sau hai bên của nó cũng còn zin nha anh chị nhá. Và phía sau xe thì có trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi. Fortuner thì hàng ghế thứ ba có thể treo lên hai bên như này, tạo ra cái khoảng không gian để đồ cực kỳ là rộng rãi. Đấy. Cực kỳ là rộng rãi luôn anh chị nhá. 2009 thì đương nhiên bảo không có xước thì không đúng, nó hơn 10 năm rồi. Và đây là một chiếc xe em đánh giá chất lượng ở mức khá tốt anh chị ạ, khá tốt so với những chiếc xe cùng đời. Đấy. Phía sau xe như này là khá là dữ rồi. Và ốc cốp sau, ốc nắp capo sau này chưa vặn mở lần nào đâu. Máng nước và đinh tán cũng vậy nhá. Không có cốp điện đâu. Đến 2018-19 thì Fortuner vẫn chưa cốp điện. Ngoại thất thì về chiếc xe này anh chị không cần phải làm thêm gì cả, chỉ việc chạy thôi. Dàn lốp đẹp, trong xe thì cũng trang bị full đồ rồi. Đấy, hai lốp sau thì mới tinh thôi, lốp rất là dày nhá. Đấy, nhưng mà thích nhất là cái phần sắt xi của nó này, chưa một hiện tượng gì. Phải công nhận là TOTA bền thật, thực sự là bền. Đặc biệt là cái dòng Fortuner này, này. Fortuner là dòng xe dẫn động cầu sau, rất là khỏe luôn. Đấy, hai phanh sau thì phanh tang trống thôi. D4D là cái ký hiệu công nghệ máy dầu của TOTA nha anh chị nhá. Em nhớ là có hôm là anh hỏi em là ký hiệu đấy nó là cái gì, thì nó là cái công nghệ máy dầu của TOTA. Số sàn thì cũng trang bị đèn bi rồi, và bác chủ thì có độ thêm cái phần đèn bi trong này này. Còn đây là bên ngoài của nó là nguyên bản anh chị nhá. Vỏ đèn chiếc xe này cả hai bên của nó còn zin. Đấy, tuy nhiên thì hơn chục năm rồi thì nó cũng hơi xuống màu một chút rồi nha anh chị nhá. Nhưng như thế này thì vẫn là tuyệt vời rồi, vẫn rất là ok rồi. Đặc biệt là cho các anh chạy về chạy dịch vụ ở những cái vùng đồi núi vùng cao, đúng không ạ? Hay là chạy xe ghép đều được cả. Xe có trang bị bậc lên xuống giá nóc đầy đủ rồi, dán phim cách nhiệt, ốp gáo gương, chìa khóa cơ thôi anh chị nhá. Đây là nội thất của xe. Bộ ghế da thì nó chỉ là xuống màu thôi anh chị ạ, nó chỉ là xuống màu theo thời gian thôi, chứ ghế da thì bác chủ giữ như này cũng rất là ok rồi anh chị ạ. Vẫn dùng thoải mái anh chị nhá. Mặt ghế và má ghế vẫn còn căng lắm, nó do nó là da công nghiệp thế nên là nó xuống màu theo thời gian thôi.
Tắp ni thì tắp lô thì cũng giữ được tương đối là tốt, chỉ một hai cái vết gọi là sức nhỏ nhỏ này thôi anh chị ạ. Cái tắp ni như này so với một chiếc 2009 là rất là ok rồi. Đấy, đầu củ số thì thay rồi anh chị nhá. Đấy, 2009 thì gần như là 100% đã thay đầu củ số rồi anh chị ạ. Nhưng mà cái da dưới, cái phần dưới của nó là zin này. Đấy, và cái da phía dưới mà giữ được như này 2009 thì em đánh giá cũng rất là ok rồi. Đấy. Điều thích nhất trên chiếc xe này là em thấy nó là bác chủ giữ được cái tấm nỉ, cái nỉ nguyên zin của Tapni này, của chiếc số sàn nhé. Đấy, vẫn giữ được rất là sạch đẹp luôn anh chị ạ. Đấy. Còn đương nhiên là những cái phần này như như này nó là hao mòn theo theo thời gian thôi. Đấy, Tapni mà như thế này rất là ok đấy anh chị ạ. Có dán chống xước ở những cái vị trí nó hay bị xước rồi, tay nắm cửa trong mạ chrome. Cửa này, mép cửa này, nó là cũ theo thời gian thôi anh chị ạ. Nó là cũ theo thời gian thôi, chứ nó đồ Tota thì anh chị thấy đấy. Đấy, những cái phần mép cửa dưới của nó này không bao giờ bị han luôn anh chị nhé, nguyên bản. Nó chỉ là cũ theo thời gian. Có trang bị ốp bậc lên xuống chống xước rồi. Và ốp bần này anh chị thấy ở đây chưa vặn mở lần nào nhé, chưa vặn mở lần nào luôn. 2009 này. Đấy, ốc bản này chưa vặn mở lần nào. Hàng ghế thứ hai đây, nói chung là da thì nó vẫn còn căng. Đấy, nó chỉ là gì ạ, nó chỉ là cũ theo thời gian thôi và hoàn toàn thể chấp nhận được. Fortuner thì không có gì để tả nhiều về cái công nghệ các thứ gì đâu. Điều tuyệt vời trên Fortuner đó là gì ạ, cái khoảng không gian nội thất bên trong của nó cực kỳ là rộng rãi. Đấy, 2, 3 người, 4 người ngồi cũng thoải mái luôn. Đấy, máng nước zin này. Đây, Tapni này. Đấy, phải nói là tài thật, bác chủ giữ được cái Tapni nguyên bản nỉ của nó rất tốt luôn. Đấy, mép cửa anh chị sẽ không nhìn thấy những vết han nào đâu. Và kể cả những cái phần cua lốp như em vừa quay cho anh chị đấy, đến cái phần sassy. Fortuner là dòng xe SUV thể thao gia dụng cỡ lớn và thiết kế của nó là sassi không liền với lại khung với lại thân xe anh chị nhá. Đấy, ưu điểm của cái thiết kế này thì có lần em đã chia sẻ với anh chị rồi, tức là nó chống vặn xoắn rất là tốt luôn. Tại vì sao mà Fortuner đi đường đèo núi là nó vặn bên nọ vặn bên kia mà nó khỏe vậy, chính là do một phần cái phần kiểu thiết kế thân xe không liền với lại sassi. Còn liền là những chiếc xe như nào, những chiếc xe như Tucson anh chị nhé, CX-5 đấy là CUV thiết kế khung thân xe liền với lại sassi. Thì cái ưu điểm của nó thiết kế liền đấy, nó là gì ạ, nó là ổn định xe tốt hơn. Chính vì sao mà những đời này Fortuner anh chị lưu ý là nó được gọi là thánh lật đấy, là bởi vì là cái kiểu thiết kế này nó sẽ hơi cồng kềnh, và khi mà anh chị vào cua ở tốc độ cao rất dễ bị lật luôn anh chị nhá. Đấy, chính vì vậy mà anh chị khi mà sử dụng xe này anh chị lưu ý cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm thôi anh chị ạ. Đấy, máng nước bên này cũng còn zin này. Rõ ràng là 2009 hơn 10 năm sử dụng rồi, chúng ta phải chấp nhận những cái điều mà nó là hao mòn theo thời gian. Chiếc xe này thì cũng vậy thôi. Đấy anh chị thấy không ạ? Tất cả mép cửa của nó nhé, gần như là không có vết han mọt gì đâu. Sassi thì rất là ok rồi. Chỉnh cơ thôi, tất cả đều là chỉnh cơ thôi anh chị ạ. Đây, Tapni cửa lái, Tapni nỉ vẫn còn nguyên bản này. Đấy, nó hơi cũ so với những cái Tapni cửa khác. Nó như vậy thì anh chị cũng sẽ nhận xét ra một điều là chiếc xe này không chạy dịch vụ đâu anh chị nhá. Có chạy gia đình chạy nhiều một chút thôi, chứ nó không phải dịch vụ. Dịch vụ thì tất cả những cái Tapni ở bên phụ kìa, nó sẽ cũ và nó cũ kiểu giống như là cái Tapni cửa lái này anh chị nhá.
Đấy. Mép cửa zin. Ốc bàn này bên này cũng vậy nha anh chị nhé. Nguyên bản. Đấy. Nguyên bản luôn. Có báo động chống trộm gương chiếu hậu thì chỉnh điện thôi anh chị nhé, không gập điện đâu, có chỉnh điện thôi. Và đây là nội thất của xe thì như chia sẻ với anh chị rồi, củ số thì bác chủ thay rồi nhé, cái da ở dưới là zin này. Đấy, cái đầu củ số này thay rồi. Màn Android, cam lùi, cam hành trình trên chiếc xe này đều được trang bị đầy đủ rồi anh chị nhé. Chìa khóa zin theo xe này, chìa khóa zin theo xe anh chị nhé, em sẽ bật chìa khóa lên. 18 vạn là số km xe đã đi được, 18 vạn nhá, cũng chẳng tua giết gì đâu anh chị ạ. Đấy, có màn Android, có cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Trần nỉ nguyên bản của xe và bác chủ chỉ bọc ni lông thôi anh chị nhá. Cái trần nỉ ở trong rất là mới luôn đấy, nếu mà anh chị nào thích trần nỉ mới về bỏ cái ni lông ra giúp em nhé. Màn Android, cam lùi đầy đủ rồi, không thiếu thứ gì. Như vậy là anh chị mua chiếc xe này về chỉ việc sử dụng này. Hệ thống điều hòa cơ thôi, nhưng anh chị biết rồi, hệ thống điều hòa của Toyota thì mát rất là sâu, mát rất là sâu luôn. Vô năng thì nó 18 vạn thì đương nhiên nó có cái độ bóng bóng ở khóe vô năng này. Còn vô năng của chiếc xe này là zin nhá. Đấy, 18-20 vạn thì bắt đầu những cái chi tiết mạ bạc mỏng mỏng này nó sẽ bật đi nhá. Đấy, anh chị thấy không ạ? Và chiếc xe này thì cũng như vậy thôi, không thể nào mà khác được, trừ khi làm lại hay tác động lại thôi anh chị ạ. Đấy, giống như củ số là đã thay rồi này, đầu củ số nhá, chỉ thay đầu củ số đấy. Cái phần đầu củ số cao su đi anh chị ạ. $2,009 con đây. Như em giới thiệu với anh chị và các bạn rồi, Fortuner 2009 là trang bị động cơ máy dầu 2.4 lít. Đấy, với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ 6 đến 7 lít dầu trên 100 km thôi anh chị nhé, cực kỳ là tiết kiệm luôn và rất là bền. Đây, về vấn đề đâm đụng va chạm thì chiếc xe này phần đầu xe cũng không hề đâm đụng va chạm anh chị nhé. Đấy, toàn bộ cái phần răng trước của nó này là nó còn nguyên zin. Đấy. Ốc thì ốc tai thì có mở rồi, những ốc tai đèn zin này, ốc tai thì có mở rồi, nhưng ốc capo thì chưa vặn mở lần nào nhá anh chị nhá. Đây, nó chỉ một tí này này, một tí này thôi, không hề đáng kể luôn anh chị ạ. So với một chiếc xe 2009 chỉ có nó là zin. Đấy. Phần tai này, tai trong này nguyên bản nhá anh chị nhá. Bên này cũng vậy. Và ốc cabo bên này cũng vậy nha anh chị nhá. Đây, đây là cái phần mà thiết kế theo kiểu khung xe khoa qua, là những cái phần hấp thụ xung lực này anh chị này. Khi mà chúng ta có tác động từ phần đầu, cái xe mà nó bị tác động từ phần đầu vào thì nó sẽ dồn lực như này. Tại vì sao mà có những lần các anh hỏi là sao người ta thiết kế là cứ phải tạo những cái rãnh như này ở cái phần khung của xe, thì khi mà nó dồn lực như này anh chị nhá, thì chỗ này nó sẽ bị gập vào, gập rúm vào này này anh chị ạ. Nó sẽ hấp thụ được tối đa cái dung lực, tối đa cái lực tác động, để hạn chế tối đa cái lực mà nó tác động vào bên trong khoang hành khách kìa anh chị kìa. Đấy là cái thiết kế khung xe qua rất là nổi tiếng về hệ thống an toàn của Toyota anh chị nhá. Tiện thì em chia sẻ với anh chị một chút kinh nghiệm thôi. Máy của chiếc xe này là dàn cò thì thay rồi anh chị ạ. Máy thì zin nha anh chị nhá. Anh chị có thể check test thoải mái và ra máy của một chiếc xe 2009 em đánh giá như này rất là ok này. Anh chị nhìn vào cái phần da nhôm của máy này rất là ok luôn anh chị ạ. Đấy, ống xả đây. Đúng không ạ? Máy zin, thay dàn cò rồi, thay răng dàn cò rồi. 2009 thì răng dàn cò không còn đâu anh chị ạ. Đây, anh chị này nhìn những cái phần nhôm mà đặc biệt của xe Toyota này, nó vẫn còn rất là mới anh chị nhá. D4D, công nghệ máy dầu của Toyota.
Và quan trọng nhất đó là phần giá cả của chiếc xe này. Thì đối với chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2009, xe trang bị full đồ rồi, một dàn nốt đẹp, màn ăn roi cam nồi cam hành trình đầy đủ. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán cho anh chị chỉ có giá là 380 triệu đồng thôi anh chị nhé. 380 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu thì em mời anh chị qua bên em để xem xe và lái thử xe trực tiếp, có địa chỉ tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Em vừa làm lại biển đây, bởi vì vừa bão là đã bay hết cả biển rồi anh chị ạ. Số hotline của em là 0975695559 anh chị nhé. Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.